trình làm hơn 100 người phụ nữ hạnh phúc trong ngày mùng 8 tháng 3 của mình như thế nào? Ngày mùng 8 tháng 3 đã tới và mình thấy là bản thân mình cần làm một cái điều gì đó thật là ý nghĩa để cảm ơn những cái người phụ nữ đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Ngay từ đêm hôm trước thì mình đã chuẩn bị 100 đóa hoa hồng. 100 đóa hoa hồng này để dành tặng cho ai thì các bạn hãy cùng đi theo mình nhé. Sáng hôm sau thì mình dậy rất là sớm để đi chọn một lăng hoa thật là đẹp dành tặng cho người phụ nữ thân yêu nhất cuộc đời của mình, đó chính là mẹ của mình. Ôi các bạn ơi, nhưng mà mình có ngờ đâu là bố mẹ của mình đang đi du lịch. Nhưng không sao, ngày mai bố mẹ mình sẽ về và mình tin chắc rằng mẹ sẽ rất là vui và hạnh phúc khi nhìn thấy món quà mà con trai dành tặng. Điểm đến tiếp theo chính là cửa hàng nhỏ của mình. Xém chút nữa thì mình quên mất chị gái mình cũng là phụ nữ. Nhưng không sao, thằng em này đã kịp nhớ ra và tặng cho chị một bó hoa thật là toa đùng. Còn hai người chị và cô Mai Khanh của mình nữa thì đang bị nhiễm Covid nên là mình sẽ quyết định tặng hoa đồng tiền tinh tinh cho cả bà ngoại mình nữa. Và 100 đóa hoa hồng mà mình chuẩn bị từ đêm hôm qua thì mình sẽ dành tặng cho 100 vị khách đầu tiên đến cửa hàng của mình để thay cho lời cảm ơn, bởi vì đã luôn ủng hộ mình và luôn yêu thương mình trong cả cái khoảng thời gian rất là dài. Và không thể thiếu là các em nhân viên nữ của quán nữa. Với thông điệp bạn là của hiếm thì Long hy vọng rằng mỗi người phụ nữ sẽ là của hiếm của một ai đó, hoặc là nếu như bạn không phải của hiếm của một ai đó thì bạn cũng sẽ là của hiếm khi bạn đến với một buổi sáng. Và khi mà nhìn thấy nụ cười trên đôi môi của các bác, các cô, các chị, các em đến với quán mình, họ cảm thấy hạnh phúc khi mà nhận được những cái đóa hoa đó thì ở trong lòng mình cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng, cảm thấy bản thân mình làm được những cái việc ý nghĩa như vậy. Nói chung là nó cũng khó tả lắm nhưng mà thực sự là mình cũng rất là vui. Và chúc cho các bác, các cô, các chị, các em có một ngày mùng 8 tháng 3 thật là vui vẻ này, hạnh phúc bên những người đàn ông của cuộc đời mình, và quan trọng là lúc nào thì nụ cười cũng sẽ nở trên môi của các chị em nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người, và anh con trai nào ngày hôm nay còn chưa mua hoa tặng cho những người phụ nữ thân yêu của mình thì hãy làm việc này ngay đi nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này, và một lần nữa chúc các bạn mùng 8 tháng 3 vui vẻ và hạnh phúc.